Sau nhiều năm bị áp lực về pháp lý, ngoại giao và chính trị, Hoa Kỳ trục xuất về Đức nhân vật được nói là đã hợp tác với Đức Quốc xã, vốn lâu nay vẫn sống ở Mỹ. Ông Jackie Pallies, hiện 95 tuổi, hôm 20 tháng 8, được đưa đi từ tư gia ở quận Queens của New York, nơi ông đã sống từ năm 1949. Ông Pallies trở thành công dân Mỹ vào năm 1957. Vào năm 2001, ông đã thừa nhận với các điều tra viên của Bộ Tư pháp về vai trò trước đây làm lính gác của Đức Quốc xã tại trại lao động khổ sai Tranicki trên lãnh thổ Ba Lan bị Đức chiếm đóng. Vào tháng 11 năm 1943, lực lượng Đức Quốc xã ở trại này đã sát hại trên 6.000 tù nhân Do Thái chỉ trong vòng một ngày. Năm 2004, một thẩm phán di trú ở Mỹ đã ra lệnh trục xuất ông Pallies. Chưa rõ ông Pallies có phải đối mặt với tiến trình tố tụng pháp lý nào ở Đức hay không. Tòa Bạch Ốc nói, Mỹ không dung thứ cho bất cứ ai tạo điều kiện cho tội ác của Đức Quốc xã và các vi phạm nhân quyền khác, và họ sẽ không tìm được nơi trú ẩn an toàn trên đất Mỹ.